Kính chào quý vị, sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa mới cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau. Tin bão mới nhất, áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão Ma'on áp sát Biển Đông. Kính thưa quý vị khán giả, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo khoảng đêm mai, ngày kia, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông xuất hiện bão số 3 trong năm 2022. Sáng nay, phía đông đảo Luzon, Philippines đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo áp thấp nhiệt đới có khoảng 70-80% mạnh lên thành bão trong hôm nay. Đến khoảng đêm mai, ngày kia, bão nhiều khả năng đi vào vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông và sẽ trở thành bão số 3 trong năm 2022. Từ khoảng chiều tối và đêm mai, hoàn lưu của bão mạnh lên từ áp thấp nhiệt đới sẽ gây ra mưa dông, gió mạnh và sóng tăng dần trên vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Trước đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế khí hậu thủy văn từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023. Theo đó, dự báo ENSO có khả năng tiếp tục duy trì ở trạng thái La Nina từ nay đến hết năm 2022 với xác suất khoảng 60-65% và khả năng còn kéo dài sang các tháng đầu năm 2023. Từ nay đến tháng 2 năm 2023, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng 8-10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, khoảng từ 3-5 cơn. Cơ quan khí tượng cảnh báo cần đề phòng xảy ra bão có hướng di chuyển phức tạp và mưa lớn dồn dập tại khu vực miền Trung trong các tháng cuối năm 2022. Chiều nay, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở phía đông đảo Luzon, Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Ma'on. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 13 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão Ma'on ở khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc, 123,8 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 13 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc, 122,3 độ Kinh Đông trên khu vực phía Đông Bắc đảo Luzon, Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km đi vào Biển Đông và mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày tiếp theo, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 118,7 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 550 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, từ 75 đến 88 km/h, giật cấp 11. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày tiếp theo, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22 độ Vĩ Bắc, 114,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, từ 75 đến 102 km/h, giật cấp 13. Do ảnh hưởng của bão, từ chiều mai vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, ngày mai tăng lên cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4-6 m, biển động mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông cấp 3. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km và suy yếu dần. Chủ động ứng phó với khả năng xuất hiện bão trên Biển Đông. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã có văn bản gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, đề nghị chủ động các công tác ứng phó với khả năng xuất hiện bão trên Biển Đông. Văn bản nhấn mạnh, theo nhận định của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới ở phía đông đảo Luzon, Philippines và có khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới. Dự kiến đêm mai, ngày kia, bão nhiều khả năng
sẽ đi vào vùng biển phía đông bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 3 năm 2022. Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến, dự báo về khả năng xuất hiện bão trên Biển Đông để thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh. Có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra, trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Dự báo diễn biến bão áp thấp nhiệt đới từ nay đến hết năm 2022. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo khả năng sang đầu năm 2023 vẫn còn xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Nguy cơ bão phức tạp dồn dập vào cuối năm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế khí hậu thủy văn từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023. Theo đó, dự báo ENSO có khả năng tiếp tục duy trì ở trạng thái La Nina từ nay đến hết năm 2022 với xác suất khoảng 60-65% và khả năng còn kéo dài sang các tháng đầu năm 2023. Từ nay đến tháng 2 năm 2023, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng 8 đến 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng từ 3 đến 5 cơn. Cơ quan khí tượng cảnh báo cần đề phòng xảy ra bão có hướng di chuyển phức tạp và mưa lớn dồn dập tại khu vực miền Trung trong các tháng cuối năm 2022. Ngoài ra, không ngoại trừ khả năng tháng 1 năm 2023 vẫn còn xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông. Từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2022, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ dự báo lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra mưa lớn dồn dập. Ngoài ra, tại khu vực Nam Bộ, trong những tháng đầu năm 2023 vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa cục bộ. Trên phạm vi toàn quốc tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông lốc mưa đá. Trước đó, từ tháng 6 đến nửa đầu tháng 8 năm 2022, trên khu vực Biển Đông đã xuất hiện 2 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới. Trong đó, cơn bão số 1 Chaba và áp thấp nhiệt đới đều không đổ bộ vào đất liền nước ta. Đáng chú ý nhất là cơn bão số 2 Mulan, đây là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào đất liền nước ta trong năm 2022. Chú ý tình hình hải văn do ảnh hưởng của bão. Về tình hình hải văn tại khu vực ảnh hưởng trực tiếp của bão và áp thấp nhiệt đới, độ cao sóng lớn từ 5 đến 8 mét với vùng biển ngoài khơi và từ 4 đến 6 mét tại vùng ven bờ. Trong nửa cuối tháng 8 năm 2022 và tháng 9 năm 2022, độ cao sóng lớn nhất trong các đợt gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh tới 4 mét trên vùng biển ngoài khơi và từ 2 đến 3 mét tại khu vực biển ven bờ. Các đợt không khí lạnh và các tháng cuối năm sẽ gây sóng cao từ 2 đến 4 mét trên dải ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau. Ven biển các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cần đề phòng nước dâng do bão trong khoảng tháng từ nửa cuối tháng 8 đến tháng 10 năm 2022. Ven biển Trung Bộ xác suất cao 70% sẽ xuất hiện một số đợt mực nước biển cao bất thường trong những ngày thủy triều cao và có xoáy thuận hoạt động ngoài khơi Trung Bộ hoặc không khí lạnh lấn sâu xuống Trung Bộ. Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2022, khu vực ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện 6 đợt triều cường. Đợt 1 từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 10, đợt 2 từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 10, đợt 3 từ ngày 16 đến ngày 12 tháng 11, đợt 4 từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 11, đợt 5 từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 12 và đợt 6 từ ngày 21 đến ngày 29 tháng 12. Tại ven biển Tây Nam Bộ, khoảng từ cuối tháng 8 đến tháng 9 năm 2022 cần đề phòng mực nước biển dâng cao bất thường gây sạt lở đê biển trong thời gian xuất hiện triều cường kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh xác suất 70%, mưa bão ở Sơn La. Trực 24/24 giờ, hết ngày 31 tháng 10, sẵn sàng 4 tại chỗ. Kính thưa quý vị khán giả, Sơn La mùa mưa bão, trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ thường xảy ra sạt lở, gây ách tắc giao thông và nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của nhân dân. Sơn La là tỉnh miền núi có địa hình phức tạp, độ dốc lớn, mùa mưa bão năm nào cũng xảy ra sạt lở gây ách tắc giao thông. Những ngày đầu tháng 8 năm 2022 có mặt trên một số tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Sơn La. Theo ghi nhận của phóng viên, mưa lớn do hoàn lưu bão số 2 đã gây sạt lở nhiều nơi. Cụ thể, Sụt Trước, Ta Luy Dương, Sa Bồi không gây ách tắc giao thông trên 6 tuyến quốc lộ 4G, quốc lộ 279, quốc lộ 279D, quốc lộ 37, quốc lộ 43, quốc lộ 12.
Bên cạnh đó, sạt ta luy âm một vị trí trên quốc lộ 279D và hai vị trí trên quốc lộ 43, ngập nước tại km 385+490 quốc lộ 37 và tại km 80+750 quốc lộ 43 giao với quốc lộ 6. Sụt trượt ta luy dương, sa bồi không gây ách tắc giao thông trên 13 tuyến đường tỉnh. Cùng với đó, mưa lũ làm hư hỏng một số vị trí nền đường, cầu trên các tuyến tỉnh lộ và một tuyến đường liên huyện liên xã. Anh Hoàng Ngọc Lợi, trú tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, lái xe tải thường xuyên đi qua quốc lộ 279D cho biết Sơn La có địa hình đồi núi phức tạp nên hầu như mùa mưa bão năm nào cũng xảy ra tình trạng sạt lở trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ gây ách tắc giao thông. Nếu nhanh thì có thể thông xe trong vài giờ, nhưng nếu lượng đất đá sạt lở lớn có thể mất cả ngày trời. Với kinh nghiệm lái xe tải nhiều năm đi qua những tuyến đường đèo ở Sơn La, anh Dũng chia sẻ, với các tuyến đường thường xuyên xảy ra sạt lở, các lái xe cần cẩn trọng khi di chuyển trong những ngày mưa bão lớn, đồng thời cần đặc biệt chú ý đến biển báo của cơ quan chức năng để lựa chọn cung đường phù hợp. Thông tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sơn La cho biết, hiện Sở đang quản lý 9 quốc lộ dài 671,6 km và 19 tuyến đường tỉnh dài 1.005,3 km. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Chính, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sơn La cho biết, đường bộ của tỉnh cơ bản là tuyến độc đạo đi qua khu vực núi cao, vực sâu, địa chất thủy văn phức tạp, thảm thực vật mỏng, khiến mưa lũ gây sụt sượt, mái ta luy nền đường, sa bồi và ngập úng các đoạn qua khu tập trung dân cư trên diện rộng. Theo ông Chính, bước vào mùa mưa bão năm nay, ngành giao thông vận tải tỉnh Sơn La đã tập trung tu bổ sửa chữa nhiều tuyến đường, chủ động các phương án sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra. Với phương châm chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, Sở đã chỉ đạo các đơn vị duy trì chế độ trực 24/24 giờ. Từ ngày 1 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 10 là thời điểm mưa lũ thường xảy ra. Đồng thời, yêu cầu Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ, các cơ quan quản lý bảo dưỡng đường thường xuyên rà soát các vị trí xung yếu có nguy cơ xảy ra sạt trượt, bố trí phương án máy móc nhân lực rà soát vật tư dự phòng, sẵn sàng phương châm 4 tại chỗ khi xảy ra ách tắc giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt ngay cả trong mùa mưa lũ, vị lãnh đạo cho biết. Được biết, mới bước vào đầu mùa mưa bão, tuy nhiên đã xảy ra sạt lở đất đá, sa bồi ở nhiều nơi trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ở Sơn La với khối lượng hơn 100.000 mét khối và làm ảnh hưởng hư hỏng nhiều công trình đường bộ, cống rãnh, cầu tràn. Hiện các đơn vị quản lý bảo trì đường bộ đang khẩn trương sửa chữa các đoạn đường bị hư hỏng, xuống cấp, đồng thời phát cây, cắt cỏ, khơi thông cống rãnh, sơn sửa cọc tiêu, biển báo, hệ thống an toàn để đảm bảo các tuyến đường luôn được thông suốt an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.